Rồi hôm nay chia sẻ với các bạn trồng hai cây phượng làm bonsai. Đây nhà mình có hai cây phượng các bạn. Đây. Đó, đây là cây phượng này. Thì đây một cây và một cây nhỏ nữa. Thì hai cây này là mình ương cùng lúc đó, ương từ cây con đó các bạn. Đó, hôm nay đây ba chồng cho bạn xem chơi cho vui ha. Chơi cây phượng làm mini luôn. Thì cái cây này á là mình đã cắt cắt giật 3 lần rồi đó các bạn. Thì hôm nay nó mới được vậy nè. Đó. Thì để mình lấy bộ đất ra cho bạn xem. Thì hai cây này, một cây này và một cây nhỏ kia, hai cây trồng cùng một lúc đó, cùng một lúc luôn, nhưng mà cây này thì mình để trong chậu nó quá nhỏ nên nó không lớn mà nó đều đó. Và mình cố tình mình làm để mình ép cái lá nó nhỏ, nó cỡ nào thì nói chung là mình ép chậu nhỏ thì cây phượng lá nó nhỏ, nó cũng nhỏ, nó lớn hơn cái lá me một chút xíu rồi các bạn, nhưng mà vẫn chơi bonsai mini được các bạn ha. Thì đây là vết cắt đầu tiên nè, đó lúc nó còn bằng chiếc đũa là mình đã cắt một cái cắt đầu tiên nè. Đó. Đó thì cắt xong mà tưởng nó chết chứ là cuối cùng nó cũng mọc lên cái mầm. Thì cái mầm thứ hai đây rồi mình đã cắt thêm một lần thứ hai nữa đó, thấy không, và mình cắt một lần thứ ba nữa là cái ngọn này đó. Thì sau 3 lần cắt thì cái cây phượng này nó mới được chè các bạn. Nó thứ nhất là mình tạo cái đầu đầu vót ha, với lại cái đường lắc cho cây. Đây thì hai cây này là ương cùng một lúc, nhưng mà một cây thì để trong cái chậu lớn, để cái đất nó bám rễ xuống đất thì nó phát triển mạnh hơn và lớn hơn. Cái cây còn lại thì trồng chung cái ly nhựa nhỏ xíu nên nó nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ lấy ra các bạn, lấy cái bộ đất này ra nè. Đó. Và nó trồng vô cái chậu. À, chơi phượng mini ha, phượng bonsai. Thì nếu mà chúng ta ép chậu nhỏ thì trồng để hãm cái lá nó nhỏ nhỏ lại thì nhìn cũng dễ thương các bạn, rất là đẹp ha. Chứ còn chơi cái dạng này thì chắc cũng không cho mong gì mà nó có bông đâu. Đó, chỉ lá thôi. Thì mình cũng đã lang thang trên mạng và tìm vô tình mình thấy một cái phượng chơi mini nhỏ nhưng mà nó có hoa các bạn. Chắc là cây đó cũng già lắm rồi, chắc cũng lâu năm lắm, cành nó già lắm, nhỏ nhưng mà cành nó già lắm. Thì nó có hoa nhìn đẹp lắm các bạn, nhìn rất là mê luôn. Nó thì từ đó thì mình ấy mới tìm hiểu và đi mới đi ra ngoài và mình gặp hai cái cây con lúc mình đem về trồng là nó chút xíu rồi các bạn, nó tự hạt lên mầm chút xíu rồi. Và đem về ương thì tới cái thời điểm này thì nó cũng tầm khoảng 5 6 tháng gì đó nó mới được như vậy đó các bạn. À, thì mình sẽ bỏ đất trồng ha, trồng nó vô một cái chậu này, chậu tròn này. À, thì cái bộ đất đây đó, cái rễ nó cũng đều các bạn, cái rễ nó nhìn cũng đã lắm. Ừ, cái rễ nó nhìn nó cũng có mấy cái rễ nhìn cũng im lắm. Thì cái cây này nó cũng là dạng khó chơi nữa các bạn, không phải dễ chơi đâu. Các bạn trồng mà thiếu nước đó, thì lá nó sẽ sụp xuống liền, nó héo liền, nó nhanh héo lắm. Nó sống ở ngoài thiên nhiên nó mọc hay mọc bạ vậy thì được, chứ mà trồng nó thì nói chung nó cũng dạng khó ưa đó. Các bạn trồng nó phải đất thoát nước cho tốt ha, cây nào cũng vậy, đất thoát nước cho tốt và tưới đủ nước cho nó. Và khi các bạn thay đất như mình đây nè, đó, thay đất cắt rễ thì để trong mát nha, nhưng mà nắng quá thì nó cũng héo lá đó. Nói chung là cái dòng phượng này nó cũng khó chịu lắm á, nó mọc thiên nhiên thì nó mọc mạnh đi chứ mà vô chậu thì nó cũng èo uột lắm. Thì nhìn cái lá, nhìn cái tàn nó cũng dễ thương các bạn, nhìn cũng đẹp. Đây là cái nhỏ thì mình vẫn để chung một cái chậu nhỏ đó. Thì sau khi làm như vậy các bạn tưới nước cho nó đậm ha, để chung mát, và thời gian sau nữa nó phát triển như thế nào thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem. Rồi các bạn thích thì các bạn cứ thử nha.